Em xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh. Hôm nay em lại đi câu rắn mối cả nhà ơi. Thì hôm bữa em đi tới cái cây này rồi, hôm nay em lại tiếp tục đi từ cái đoạn này tới lên trên. Nó ra cả nhà. Em dụ nó lại cái thùng. Chín rồi cả nhà, lọt thùng rồi. Đây. Đây nó kìa. Ngâm đóng rồi. Háo ăn lắm cả nhà. Em đang dụ nó tới cái thùng. Lớp cái đi à. Vô hai chú. Háo ăn lắm cả nhà. Nay em biết kinh nghiệm câu rồi, nên câu kiểu này nó dễ vô lắm. Đây. Vô đây thì cho tụi bay tha hồ ăn dế ở trong trỏng. Câu cái này nè mình còn rộng được cả nhà. Chứ bữa em câu bằng lưỡi là nó tới chiều là nó ngớp ngớp hết rồi. Vô nồi. Ba chú. Nó ăn hết em con dế rồi cả nhà. Thì nó đang ngậm miệng luôn nè. Ê, nó vô đây tụi nó ăn nữa chứ không phải là tụi nó ngậm. Ừ, ăn đi, ăn cho no đi. Còn phim này em quay không được rồi. Bốn chú cả nhà ơi. Em vừa đi vừa ra cái điện thoại mới được được, em quay không được. Vô rồi. Đây. À, ba thằng kia thì hoang mang. Còn ông đó, ông mình đang ngóc đầu lên nhìn nè. Ủa, nó ăn liền lẹ luôn cả nhà. Đó đó. Mà em thấy nó cũng dạng nữa. Em thò tay cho em bắt mấy con dế ra chứ nó cũng dạng, cái nó cũng nhảy. Đó đó kìa nè. Ăn nãy giờ là quen nên em ngồi đây em bắt dế là em thấy ăn hết em ba con rồi đó. Đó, ăn mà nó nuốt mắc nghẹn luôn à. Bụng quá trời bụng rồi. Con này nhát quá. Câu nó mà dụ hoài nó không ra cả nhà. Nó ở trong cỏ của mình nó không ra ngoài để em giật. Vô nồi. Sẻ nó còn lớn nữa cả nhà. Được con nhỏ hơn chút. Nhưng mà cỡ này vẫn ok. Con vậy mà nó phóng ra được cả nhà. Em mới ấy miếng nước vào cho nó ướt ướt giò với lại nó không có thế nên nó bật lên á. Chứ nãy là nó trèo lên trên miệng rồi nè, trèo hai con rồi. Con này háo ăn lắm cả nhà. Này nó đù tuốt lên trên luôn. Vô. Nó bị cục đuôi á. Không biết nó bị cắn lộn hay là như thế nào mà nó cục đuôi hết con. Đây nè, con nãy mới vừa câu là con cục đuôi. Vô đó đi. Tắm rửa để cho mát mẻ. Giờ này cũng nắng lắm rồi. Đó, đó. Nãy có mấy con dế anh trọng ăn trơn luôn cả nhà. Ăn sạch của em luôn. Mình đi câu bằng kẽm này nè. Thì nó lẹ ăn. Với lại là con rắn mối mà nó có sảy thì nó cũng an toàn. Nhưng mà cái cảm giác mình câu mình được giật á cả nhà. Nó không có được sướng tay. Kiểu như nó không có chằn bằng mình câu lưỡi á. Như bữa qua em câu được một con rắn mối nha. Nó đôi co, nó lấy cái giò của nó níu lại dưới. Hai bên đôi co giật, cảm giác sướng lắm, sướng tay lắm. Đây, cả nhà thấy không? Nó phóng theo nè. Nó phóng theo cái của em nè. Để em dụ nó lại gần cái thùng nữa đó. À, bỏ hụt nó vô cái thùng cả nhà ơi. Chà tuốt trong luôn. Giờ em đi móc sâu dế khác em quay lại em kiếm nó.
nó háo ăn lắm mà nó nhát, không biết sao mà mấy con ở gần gần đây nó nhát người lắm. Nó quất em hết sâu sâu dế rồi mà nó chưa chịu vô thùng. Hồi nãy đáng lý hồi nãy là tại vì em cầm cái tay không có đúng thế á, em giật lên xong em bỏ nó kế bên cái thùng, cay thiệt chứ. Thôi giờ để em móc dế thì em quay lại coi có nó còn ăn không. Giờ sâu dế em cũng đã xỏ xong rồi, em quay lại ngay chỗ thùng B á, em kiếm nó coi nó còn ăn không. Nó quất hết sâu chắc không biết giờ nó còn ăn nữa không nữa hay nó no rồi. Nó vẫn còn ở dưới cả nhà. Em nghe có cái đồ chằn của lưỡi câu nè, nó cắn ở dưới. Giờ này cũng khá là nắng luôn cả nhà. Em đi nói chung là giờ nắng này nè thì câu mấy con này mới có. Con còn nè cả nhà, con còn nữa cả nhà, để em quay máy lại. Con nhỏ nhưng mình háo ăn lắm. Vô thùng. Những con mà háo ăn á, mà nó không nhát người cả nhà, mình dễ câu lắm. Còn mà những con mà có người câu qua rồi á, nhát lắm. Nó ra cả nhà, nó ra. Đây nó ra rồi. Nhát, con này nhát hơn. Vô nồi, vô thùng. Thêm con nữa cả nhà. Đây bữa nay nhiều hơn rồi. Nhiều hơn số lượng mà thường khi đó, mình có nước vậy nó hụp xuống dưới á, nó không có phóng lên được. Hồi nãy giờ nó phóng của em mất hết 2 con rồi. Em ráng câu nhiều một chút để cuối tuần này em cùng với mấy anh làm rắn mối nướng muối ớt. Thì hôm qua em kiếm cũng được cả chục con, hôm nay cũng cỡ số lượng cỡ đó rồi. Cuối tuần này thì cho mấy ông anh biết mùi luôn, tại vì mấy ông anh cũng chưa ăn nữa. Em thì mấy bữa trước em câu á cả nhà, về em cũng chưa biết mùi ra sao nữa. Nói chung thì về đủ cho thằng lính em. Em làm xong rồi làm lông con này làm thì nó cũng đơn giản thôi. Mình làm xong rồi cái chiên ướp miếng ớt, ướp gia vị lên cái mình chiên giòn. Và nói chung là em đi câu như vậy về cho cha mẹ vợ con ăn thôi, chứ còn em thì sao cũng được hết á. Nhưng mà tuần này thì số lượng thì nhiều hơn, chắc có lẽ cũng em với mấy ông anh chắc cũng làm một tí gạo nấu cho nó dễ tiêu quá. Lại mấy ông anh cũng nói nữa, nói sao đi câu hoài mà không thấy hú hí gì hết. Thôi kệ, để ráng từng này em chiều với anh một lần. Nó lên cả nhà, nó háo ăn lắm. Đây, con này háo ăn nè, con này là nó phóng bất kể luôn. Bất kể nè, vô nồi. Nó sống phóng là coi như là bất chấp luôn. Giờ này cũng 11 giờ cả nhà ơi. Em đang đứng dưới gốc cây bằng nè, nắng quá nắng luôn. Ở bên kia có trái bằng cũng rất là lớn cả nhà. Giờ từ đây em đi lại tới chiếc xe của em, tới xe em nằm nè. Sáng giờ em câu có một đoạn à, em đi từ cái cây lớn đằng kia lại tới đây thôi. Giờ từ đây em đi ngược lại nắng, ngược lại chiếc xe của em. Nếu như có thì em tiếp tục em câu, còn nếu như không thì em đi về. Rồi ngày hôm sau lại đi tiếp cái đoạn đường còn lại. Chứ mình câu một ngày mà mình câu hết luôn thì nhiều quá. Nó chơi chứ cũng thấm mệt rồi cả nhà ơi. Xui thiệt luôn cả nhà. Em mới vừa nói xong em giật vụ nó ra ngoài.
mà chưa kịp vụ nữa cái đứt dây, mà dây này nó đứt là nó nằm ở trên miếng bằng nữa nè. Giờ phải cút lại thì chắc ngày mai phải thay sợi dây bằng sợi dây lớn hơn, sợi dây câu cá rô á. Còn cái này hôm bữa anh thay bằng sợi dây câu cá lồng tông cho nên là nó yếu quá. Đây một con khá háo ăn nè cả nhà, nó trèo lên cây nó dí theo luôn nè. Đốt được con dế rồi, thì nó nuốt xong là kiểu gì nó cũng ra, nó đốt thêm con nữa. Đây đây rớt rồi, con cặp ngập tay cả nhà ơi. Vô thùng. Trên đường em định đi lại chiếc xe. Chiếc xe em thì đậu đây cách em khoảng chừng 10-20 mét nè. Thì đang trên đường đi về thì gặp thêm con nữa. Con này thì trọng à. Thành quả bữa nay thì khá lắm cả nhà ơi, khá hơn thường kỳ nhiều lắm. Trời ơi nó phóng kìa cả nhà ơi. Ôi, con này nó háo ăn dữ lắm. Nó bay như là siêu nhân bay vậy đó, nó phóng từ bên đây nó phóng bên kia luôn. Đó. Chết mẹ rồi, rớt xuống nó bấu rồi. Vô thùng. Còn mấy bước nó tới xe em rồi. Tới đây kiếm đường thằng nữa. Nãy em chỗ này em câu rồi mà không có. Trời ơi nó bay ghê lắm. Nó bay từ bên đột chuối bên đây nè cả nhà. Đây đây nó chỗ càng câu em nữa không? Từ bên đây nó bay qua bên đây nó chụp. Trời ơi nó dữ thiệt. Tới đây gặp thằng cũng rất là hung luôn cả nhà. Đây nó đang lên. Vô thùng. Đi tìm chú nữa cả nhà. Nó phóng à. Nè em câu nó không, nó phóng từ bên hai cây tràm này nè. Nó phóng từ cây tràm này nó phóng bên kia. Rồi nó phóng xuống dưới đó nó chụp được cái con dế nó nuốt. Anh tính nó chạy luôn rồi mà ngờ nó vô. Em mời cả nhà nhìn thành quả của em ngày hôm nay. Rồi một và chắc cũng hơn chục con cả nhà ơi. Em phải động nước vậy đó để cho nó không nhảy ra. Bởi vì hồi nãy em sẽ hai con. Nó không biết sao đó mà nó phóng lên được. Hay là tại thùng B em cũ quá rồi cái nó bám lên được, nó trèo lên. Em phải vô nước chứ không là nó trèo ra hết rồi. Rồi, video hôm nay của em xin được kết thúc ở đây. Một lần nữa em xin kính chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Xin chào cả nhà và hẹn cả nhà ở những video săn bắt tiếp theo. Xin chào.